Vì sao kiểu thi ca vị chư Phật ba đời đều ngồi ở chỗ này mà đắc đại bồ đề và công bố cho các hữu tình về sự không khiếp không sợ, không án không hại, thân tâm an lạc, nên biết bát nhã bà làm mật đa ở chỗ nào. Cũng như vậy, tất cả trời rồng, a tố, lạc vân vân thường đến giữ gìn hộ vệ, nên biết chỗ ấy chính là bảo tháp. Tất cả hữu tình nên kính lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, không nên tạm bỏ. Vì sao? Kiểu thi ca vì đó là chỗ quay về nương tựa của các hữu tình vậy. Khi ấy trải đế thích bạch Phật. Thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biến chép bát nhã và làm mật đa, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đem các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường lại có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân sau khi Phật nhập niết bàn xây tháp, trang sức bằng bảy báu xinh đẹp, dương báu đựng đầy giá lợi của Phật, đặt ở trong đó cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường. Hai sự việc đó, sự việc nào đạt được phước nhiều hơn, Phật bảo trời đế thích. Ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. Ý ông thế nào sự đắc được trí nhất thiết trí, sự chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng vô đề và sự nương cái thân của Như Lai là nương vào những đạo lý nào tu học mà được? Trời đế thích thưa, đều nương vào bát nhã ba là mật đa tu học mà được. Phật bảo trời đế thích. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiểu thi ca chẳng phải chỉ đạt được thân tướng hảo nên gọi danh hiệu như lai ứng tránh đẳng giác, mà chính là do chứng đắc trí nhất thiết trí mới gọi là như lai ứng tránh đẳng giác. Kiểu thi ca như lai đắc trí nhất thiết trí là chính nhờ bát nhã ba Bá la mật đa. Làm nhân nên phát sanh, thân tướng hảo của Phật chỉ là chỗ nương. Nếu hước không nương tựa thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Thế nên bát nhã ba Bá la mật đa chính là cái nhân sanh già trí nhất thiết trí muốn làm cho trí này hiện tiền, tiếp nối luôn, nên tu tập thân tướng hào của Phật. Do nhân duyên này, đến sau khi ta niết bàn, chư thiên, dòng, thần, nhân, phi nhân, vân vân cung kính xá lợi của ta. Kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biên chép bát nhã, ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi thì chính là cúng dường trí nhất thiết trí và nâng tựa thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi của Phật sau khi niết bàn vì sao kiều thi ca vì trí nhất thiết trí và thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi đều lấy bát nhã và làm mật đa làm căn bản do vậy này kiều thi ca người biên chép bát nhã và làm mật đa trang sức bằng các thứ xinh đẹp cung kính cúng dường đạt được phước hình, phước dùng bảy bóng xây tháp cúng dường xá lợi của như lai vì sao kiều thi ca vì cúng dường bát nhã và làm mật đa thì chính là cúng dường chính nhất thiết trí thần tướng hảo và xá lợi của phật vậy khi ấy trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn người châu thiện bộ không thể biên chép thọ trì. Đọc tụng cung kính cúng dường bát nhã ba làm mật đa này, người kia lẽ nào không biết sự nói về công đức lợi ích thù thắng như thế? Phật bảo trời đế thích. Ta hỏi ông tùy ý, ông trả lời, ý ông thế nào? Trong châu thiện bộ có bao nhiêu người thành tựu sự chứng tịnh đối với Phật, thành tựu sự chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng? Có bao nhiêu người đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến bồ đề của bậc độc giác? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng bồ đề Trời đầy thích thưa, trong châu thiện bộ có một số ít vị thành điệu ba chứng tịnh, càng ít vị đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, lại càng ít người phát tâm quyết định hướng đến bồ đề của bậc độc giác, lại càng ít người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng bồ đề phật dạy kiều thi ca đúng như vậy đúng như vậy như lời ông nói kiều thi ca trong châu thiện bộ có rất ít người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng bồ đề trong ấy có một số ít vị đã phát tâm xong siêng năng tu học hướng đến hạnh bồ đề trong ấy có một số ít vị khi siêng năng tu học hạnh bồ đề hết lòng tin nhận bát nhã ba la mật đà này trong ấy có một số ít vị hết lòng tin nhận xong tu hành bát nhã ba la mật đà trong ấy có một số ít vị đã tu hành xong lần lượt an trụ địa vị bất thối chuyển trong ấy có một số ít vị trụ địa vị này xong mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Kiều Thi Ca, nếu hướng các Bồ Tát nào đã được an trụ địa vị bất thối chuyển, cầu chứng quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đà mới có thể hết lòng tin nhận ban nhã bà ba làm mật đa, thọ trì đọc tụng, cung kính, cúng dường, biên chép, giảng thuyết kiểu thi ca vô lượng vô biên các loại hữu tình phát tâm bồ đề trong số đó chỉ có một hai hoặc ba được trụ địa vị bất thối chuyển còn phần nhiều lưu trụ địa vị thanh văn độc giác vì thế nên biết thiện nam tử vân vân phát tâm bồ đề tu hạnh bồ tát muốn chủ địa vị bồ tát bất thối chuyển mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bị trở ngại thì nên biên chép lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa cung kính cúng dường diễn thuyết cho người vì sao này kiều thi ca các bồ tát này nên nghĩ như lai xưa kia khi còn là địa vị bồ tát thường siêng năng tu học ban nhã ba làm mật đa như vậy chúng ta cũng nên siêng năng tu học như vậy ban nhã ba làm mật đa này là đại sư của chúng ta ta theo đó học sự ước nguyện sẽ viên mãn kiều thi ca tất cả bồ tát khi phật còn trụ thế hoặc sau khi bát niết bàn thường nên y chỉ bát nhã ba làm mật đa sâu xa siêng năng tu học kiều thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân sau khi các đức như lai bát niết bàn vì cúng dường xá lợi của phật nên xây tháp bằng bảy bóng tốt đẹp và trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc bóng quý hiếm xinh đẹp lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến ánh sáng của đèn trọn đời cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời đế thích thưa rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch thiện thạ phật bảo kiều thi ca có thiện nam tử thiện nữ vân vân biên chép bát nhã bà la mật đa này trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp và thọ trì đọc tụng lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi thì thiện nam tử thiện nữ vân vân này đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số Kiều Thi Ca để việc này qua một bên, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân. Sau khi các đức như lai bát niết bàn, vì cúng dường giá lợi của Phật nên xây tháp bằng bảy bóng tốt đẹp, trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý đầy dẫy một châu thiện bộ như vậy, hoặc bốn châu lớn, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc thế giới tam thiên đại thiên đều đem các thứ tràng hoa trời tốt đẹp cho đến ánh sáng của đèn, chọn đời cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không? Trời đế thích thừa, rất nhiều kính bạch thế tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ. Phật dạy kiều thi ca, có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ bóng xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, thiện nam tử thiện nữ vân vân này đạt được phước nhiều hơn trước vô lượng vô số Kiều thi ca để việc này qua một bên giả sử các loài hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đồng một lúc đều được thân người mỗi mỗi người này vì cúng dường xá lợi của phật nên sau khi các đức như lai bát niết bàn xây thác bằng bảy bóng tốt đẹp trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm xinh đẹp như vậy mỗi mỗi đều đầy đủ cả thế giới tam thiên đại thiên lại đem các thứ trang hoa trời đẹp cho đến ánh sáng của đèn trọn đời cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi Ý ông thế nào các hữu tình này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không? Trời đế thích thưa, rất nhiều kính bạch thế tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ. Phật dạy, kiều thi ca, có thiện nam từ, thiện nữ, vân vân nào, biên chép bát nhã bà la mật đa này, trang sức bằng các thứ bóng xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi thì thiện nam tử thiện nữ vân vân này đạt được công đức càng nhiều hơn trước vô lượng vô số trời đế thích bạch phật Bạch Thế Tôn đúng vậy, Bạch Thiện thể đúng vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi bát nhã và làm mật đa sâu xa, thì nên biết đó chính là cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi trí nhất thiết trí của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại kính bạch thế tôn để việc này qua một bên giả sử tất cả hữu tình ở thế giới nhiều như các sông hằng trong mười phương đồng một lúc đều được thân người mỗi một người này vì cúng dường xá lợi của phật nên mỗi vị sau khi như lai bát niết bàn đều xây tháp bằng bảy bóng quý tốt và trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm mỗi mỗi thứ như thế đều đầy cả thế giới trừ phật như các sông hằng trong mười phương lại đem các thứ tráng hoa trời đẹp cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp các hữu tình này do nhân duyên như vậy đạt được phước đức tuy là vô lượng nhưng lại có thiện nam tử vân vân khác biến chép bát nhã bà làm mật đa này trang sức bằng các bóng xinh đẹp thọ chỉ đọc tụng lại đem các thứ chẳng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi thì đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số khi ấy phật bảo trời đế thích Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, công đức căn lành cúng dường bát nhã, bà làm mật đa vô lượng vô biên, không thể tính tẻ, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì bát nhã, bà làm mật đa sâu xa, có thể sanh trí nhất thiết trí của như lai ứng tránh đẳng giác. Trí nhất thiết trí của như lai ứng tránh đẳng giác có thể sanh ra sáng lợi của chư Phật. Thế nên kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân có thể biên chép bát nhã bà làm mật đa, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ trả hoa thượng rượu, cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, đạt được phước hơn như phước của việc xây các tháp, và cúng dường ở trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến cùng cực vô số lần.